Kính thưa quý vị, dự thảo an ninh mạng có khoảng 4 điều 34 yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông Internet ở Việt Nam phải đặt cơ quan đại diện máy chủ quản lý dữ liệu của người dùng Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này có thể dẫn đến việc các gã khổng lồ công nghệ như Facebook hay Google phải có máy chủ ở Việt Nam thì mới được tiếp tục hoạt động. Như vậy, đối với những bạn trẻ thường xuyên sử dụng công nghệ, họ nghĩ gì về việc nếu như một ngày nào đó không còn Facebook hay Google? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Không biết là hai bạn có thường xuyên sử dụng Facebook, Gmail, Google hay không? Dạ, bây giờ thì mình cũng thường dùng nhưng mà mỗi ngày tối đa là 2 lần thôi. Tức là cái thời lượng dùng thì nhiều, nhưng mà mình có thời gian hợp lý đầy đủ chứ không có phải là lúc nào cũng lên để mà xem. Còn bạn thì sao? Mình thì hầu như là ngày nào cũng có lên nhưng mà thời lượng dùng thì cũng ít. Tại thường mình mở lên để mình để đó thôi, mình cũng không có liên tục nếu mình làm nhiều thứ khác trong lúc mà mình cũng sử dụng mạng. Nhưng mà cái mục đích mà hai bạn mở những cái tab đó lên thì hai bạn làm gì? Thường là mình đợi tin nhắn hay là đợi thông báo gì đó, hoặc là mở nhạc nghe, hoặc là có cái gì đó cứ mở cho nó có phía sau mình để mình an tâm kiểu vậy. Còn bạn thì sao? Mình thì mở để xem tin tức ở trong lớp, rồi trong trường, chủ yếu là như thế, với lại là giải trí một phần. Bạn nghĩ là Facebook hay Google giúp thì nó có những điểm trừ nào? Và điểm trừ thì nó có thể khiến mình bị cuốn vào đó nhiều quá. Tức là ví dụ như là Google thì mình tra được thông tin này rồi, cái mình thấy cái này hay quá, cái mình lại tra tiếp nữa. Hoặc là như YouTube cũng vậy, cái video này nó sẽ dẫn đến cái video khác. Nhưng mà bây giờ hai bạn có nghĩ là một ngày nào đó nha, thì Facebook hay Google, YouTube nó không ngừng cung cấp dịch vụ ở Việt Nam thì các bạn nghĩ là cái điều đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của các bạn? Thứ nhất là chán, không có gì làm nhiều. Thứ hai là có thể một vài vấn đề và thông tin nó bị chậm lại, nhưng mà mình nghĩ từ từ cũng quen, tại tùy theo cái cách mà người ta ứng biến với cái việc mà không có Google thì từ từ mọi người cũng sẽ theo cái cách đó, xong rồi nó cũng thay đổi cái cách hoạt động của người ta thì người ta cũng làm được. Mình rất hay dùng Google và Facebook. Tại vì mình hay lên đó đọc báo và tìm hiểu cái trạng thái của bạn bè. Và bạn có nghĩa là mỗi ngày bạn sử dụng khoảng bao nhiêu tiếng không? Tầm 3 đến 4 tiếng gì đó. Vậy thì bạn thấy những cái ưu điểm nào ở những trang mạng đó? Mình hơi kết nối với bạn bè nhanh nhất và tìm những cái thông tin mình muốn. Và hơi giao lưu với các bạn mới. Bạn có suy nghĩ gì nếu như một ngày nào đó mà những cái trang như là Facebook, Google, YouTube nó không còn cung cấp dịch vụ ở Việt Nam nữa thì nó có thay đổi gì cuộc sống của bạn không? Và bạn nghĩ cái điều đó có mặt lợi và mặt hại gì? Đối với mình thì nó thay đổi thì cũng không nhiều lắm. Tại vì mình có rất nhiều cái hoạt động khác mà ngoài cái những trang mạng đó, thì chúng ta có thể đi thực tế hoặc là những cái vấn đề về du lịch hay là cái gì đó khác cũng được, chứ cũng không nhất thiết gì phải ngồi một chỗ đó mình biết những cái thứ nó ngồi. Theo bạn thì những cái điểm trừ của Facebook nè, Google, YouTube rồi Gmail nữa đó là gì? Theo mình nghĩ là mặt trái của Facebook thì nó, mặc dù nó là kết nối con người chúng ta lại với nhau, nhưng mà khi mà trong một cái tập thể á, thì chúng ta sử dụng Facebook thì cảm thấy nó mờ nhạt đi, chúng ta không thể nói chuyện với nhau được. Và đi đâu cũng vậy. Còn bên Gmail thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào check mail, không có nói chuyện với bạn bè, với nó sẽ làm mất tự nhiên hơn, chúng ta sẽ là không thấy gần gũi. Mình nghĩ khuyết điểm lớn nhất là tốn thời gian. Đối với những bạn, có nhiều bạn là bị lậm Facebook thì nhiều khi là lướt, chỉ là lướt phay thôi, nhưng mà lướt xem nơi phía thôi, nhưng mà cứ lướt miết và không có điểm dừng. Thì nhưng mà với bản thân bạn thì bạn có thấy nó gây tốn thời gian vô ích của bạn không? Đôi lúc thôi, nhiều khi cũng kiểu là chán quá không có gì làm thì cứ ngồi lướt nơi phía vậy thôi. Vậy thì theo hai bạn nghĩ là nếu như một ngày nào đó không còn Facebook, không còn YouTube, không còn Google, Gmail thì các bạn sẽ thấy như thế nào? Nó có gây ảnh hưởng hay là làm thay đổi cuộc sống của các bạn không? Như là nếu như mà những cái công cụ đó không có thì mình nghĩ là theo cái thời đại phát triển thì những cái công cụ khác tương tự nó cũng sẽ xuất hiện.
Còn nếu như mà những công cụ khác nó tương tự như vậy không xuất hiện thì nghĩa là con người chúng ta phải tập thích ứng thì sẽ tự động. Có nghĩa là có thể khoảng thời gian đầu tiên thì nó hơi khó khăn nhưng mà từ từ thì cũng sẽ dần quen thôi. Còn bạn thì sao? Mình cảm thấy là nếu như không có Facebook nữa mà cũng không có công cụ khác để thay đổi thì cảm thấy là sẽ chán hơn, mình sẽ ít liên hệ với bạn bè hơn hoặc là thời gian giải trí thì cũng ít hơn. Như vậy thì nếu như mà không còn những cái công cụ đó để liên lạc với bạn bè thì bạn có nghĩ được cách nào khác để thay thế cho việc đó không? Nghĩa là chỉ có thể là gọi điện, nhắn tin hay gặp mặt trực tiếp thôi. Bạn thì sao? Dạ, mình cũng nghĩ vậy, tại vì chỉ còn như vậy thôi chứ không còn cách nào nữa. Vừa rồi là ý kiến của một vài bạn trẻ về câu chuyện sử dụng Facebook, Google cùng một số trang web phổ biến khác tại Việt Nam. Còn quý vị, ý kiến của quý vị là gì? Xin hãy để lại bình luận bên dưới video của chúng tôi. Và mời quý vị truy cập vào địa chỉ thanhniên.vn cũng như là đăng ký kênh YouTube, Facebook của Báo Thanh Niên để biết thêm thông tin mới nhất. Chúc mình mến chào tạm biệt.